Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về con gái đầu của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, Hoàng Kim Phụng. Con của các nghệ sĩ luôn nhận được sự quan tâm kỳ vọng của khán giả, bởi lẽ con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Rất nhiều người được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong tương lai, như Lọ Lem con gái của Quyền Linh, Thành Vinh con trai Thanh Lam, Anna Trương con gái của Mỹ Linh. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cũng có ba nàng công chúa rất xinh đẹp giỏi giang. Hai lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Kim Tử Long tìm được hạnh phúc bên nghệ sĩ Trinh Trinh. Cuộc sống gia đình của anh luôn được khán giả quan tâm, đặc biệt là các con gái của nam nghệ sĩ đều sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Hoàng Kim Phụng, nghệ danh Mai Ca, sinh năm 1988, là con gái lớn của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và người vợ cả. Không giống với khá đông nghệ sĩ tên tuổi, khuyến khích con cái đi theo đường của mình. Ngay từ đầu Kim Tử Long không cho con gái làm nghệ thuật. Diễn viên Kim Phụng nhớ lại, ba cô từng nói là nghệ sĩ mà không bật lên được, cứ bình bình hoài thì khó sống, cứ làm nghề bình thường, ăn lương tháng như bao người khác. Điều mà nghệ sĩ Kim Tử Long mong muốn ở con gái là cuộc sống và nghề nghiệp, tránh xa ánh đèn sân khấu. Nhưng như có sẵn dòng máu từ trong ba, từ nhỏ Kim Phụng đã tỏ ra năng khiếu ca múa hát. Năm lớp 3, bé Phụng được người bác dâu lén trở đi học múa, ballet, đàn organ, tập đóng kịch. Lên lớp 6, bé Phụng trốn ba đi sinh hoạt ở đội kịch Tuổi Ngọc. Đây là giai đoạn đội kịch Tuổi Ngọc rất được ưa chuộng. Kim Phụng xuất hiện trong nhiều vở kịch dành cho thiếu nhi như Anh Chàng Số 9, Chiếc Lá Cuối Cùng, Chiếc Vé Trở Về. Dù người cha nổi tiếng sẵn sàng lo cho con gái có một cuộc sống vật chất đầy đủ để yên tâm học hành đến lớp 9. Kim Phụng thêm một lần nữa không bàn tính gì với ba, tiếp tục đăng ký vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, học trung cấp diễn viên điện ảnh khóa 27. Theo học hệ này, khi tốt nghiệp tôi có luôn bằng tốt nghiệp lớp 12. Khi biết điều đó, ba nổi giận lôi đình, giận đến nỗi không thèm nói chuyện với tôi, Kim Phụng kể. Tuy không ủng hộ con gái bướng bỉnh, nhưng trong một lần Kim Phụng đi diễn bài thi học kỳ của lớp, nghệ sĩ Kim Tử Long đến ngồi xem con gái. Khi xem xong, ba kêu tôi ra ngoài và nói, con đường con chọn khó khăn lắm, có duyên thì tổ nghề đãi, còn không duyên thì cũng đừng buông thân thả phận. Phải cố gắng hết sức, lời ba dặn khiến tôi ứa nước mắt, Kim Phụng nói. Giai đoạn này, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long chia tay với mẹ của Kim Phụng và có gia đình mới, nhưng cô vẫn được cha chu toàn, lo lắng mọi thứ trong công việc, với tình yêu thương mà cô cảm nhận là vô bờ bến. Tuy nhiên, tôi sẽ nghĩ mình tự lập để sống, diễn viên 20 tuổi nói. Cô tham gia những cảnh quay quần chúng để tìm thêm kinh nghiệm và mối quan hệ. Một lần Kim Phụng may mắn gặp nghệ sĩ Lê Quốc Nam và được nghệ sĩ này dìu dắt, chỉ dẫn vào con đường diễn hài. Tại các tụ điểm văn hóa, sân khấu 125, Trống Đồng, Nam Quang, cô còn đi múa, đi diễn ở vũ đoàn của nhà hàng Bảo Quốc. Những ngày đầu diễn hài, mỗi đêm lủi thủi chạy show một mình, có khi trời mưa ướt mềm, lên sân khấu đứng run cầm cập, diễn sợ khán giả không cười. Tối về Kim Phụng chỉ biết ôm bà ngoại và mẹ khóc ròng. Nhiều lần tôi muốn bắt điện thoại nói chuyện với ba, nói về những tủi cực. Nhờ ba có mối quan hệ nào thì giới thiệu cho tôi về một sân khấu lớn ổn định hơn. Nhưng tôi biết ba sẽ trả lời như trước đây. Nếu ba giúp con, gửi gắm con, thì con sẽ không quý những gì mình đang có. Và người ta sẽ không đánh giá cao những gì con thể hiện, cô gái trẻ nói. Hầu như con cháu của những nghệ sĩ lớn nào đã chót theo nghề của cha ông đều có khoảng thời gian cảm thấy hoang mang mất phương hướng vì họ biết một thực tế, cha ông thành công trong nghệ thuật không đồng nghĩa là con cháu có thể gặt hái được ánh hào quang. Bước vào làng hài và đóng được một hai vai bé bé trên sân khấu, có khoảng thời gian tôi bị trầm cảm, không biết mình đi đúng nghề không, tại sao mình không là một cô giáo dạy trẻ, một nhân viên văn phòng mà lại trở thành một diễn viên không ai biết đến. Tôi chán nản, tắt số điện thoại thay sim, không muốn liên lạc với ai, Kim Phụng bộc bạch. Nhưng sau đó, Kim Phụng tự nhận là cô phản ứng quá trẻ con, chính ba đã giúp tôi hiểu ra rằng không thể nhìn thấy sự nổi tiếng của người khác, chỉ qua những gì người ta đạt được mà phải nhìn vào cả quá trình, từ buổi ban đầu cho đến khi họ đạt được sự nghiệp, cô kể. Năm 2007, Kim Phụng tốt nghiệp trung cấp, cô bắt đầu đi diễn nhiều hơn. Cô hợp tác với sân khấu 5B, rạp công nhân, đóng toàn vai phụ bên cạnh những bậc nghệ sĩ nổi tiếng. Mỗi tuần, Kim Phụng đều có xuất diễn, kịch dài và đi diễn hài. Mỗi tối với nhóm Lê Quốc Nam, cô xuất hiện trong các vở như Những Giai Điệu Hoa Hồng, Kính Thư Ô Xin, Giấc Mơ Điện Ảnh. Gần đây nhất, Kim Phụng được khán giả biết đến nhiều qua cô bé Lài trong vở Hạnh Phúc Bất Ngờ, vở diễn cháy vé trên sân khấu nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh. Có sự tham gia của cặp vợ chồng diễn viên hài Kiều Oanh, Lê Huỳnh. Hôm diễn Hạnh Phúc Bất Ngờ, suất đầu tiên ở rạp công nhân, có khán giả chạy lên phòng hậu trường chỉ để khen tôi, bé này diễn hay quá trời.
Tối về tôi không thể nào chợp mắt. Cô diễn viên 20 tuổi kể với diễn viên Kim Phụng, hiện tại mục tiêu cô đề ra cho mình không phải là có được hào quang như người cha nghệ sĩ hay bất kỳ nghệ sĩ nổi tiếng nào, mà là được sống hết mình và trọn vẹn với nghề. Kim Tử Long cũng nhiều lần phản đối vì anh cho biết con đường nghệ sĩ có nhiều khó khăn. Năm 2017, cô cưới một doanh nhân gốc Gia Lai. Hai vợ chồng cũng sớm đón một cô con gái vô cùng kháu khỉnh, xinh xắn. Hiện tại, Kim Phụng vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê. Cô được biết đến với nghệ danh Mai Ca. Mai Ca được nhận xét là sở hữu gương mặt xinh đẹp và bầu bĩnh giống mẹ. Vừa qua, nam nghệ sĩ cải lương chính thức lên chức ông ngoại ở tuổi 53, khi diễm viên Mai Ca hạ sinh con gái đầu lòng sau 2 năm kết hôn. Là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng Mai Ca lại vô cùng thân thiết với Hoàng Gia Linh. Gia Linh sinh năm 2000, là con gái thứ hai của nghệ sĩ Kim Tử Long với Cẩm Tú và em gái của danh thủ Hồng Sơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.